Vâng, sau đây em test con 309V thứ hai cũng là con cuối cùng trong đợt này. Em về được hai con thì cũng đã có chủ hết rồi các bác. Hiện tại em chỉ còn con 309 trơn thôi. 309 trơn em giao là 15 nha. Đấy, thì để ý mới thấy là con này là con bản kỷ niệm 50 năm này. Bản kỷ niệm 50 năm này, test gửi cho bác Thái Nguyên nha. Điện là 100V, bát chép này, âm thanh nổi lo nét này. Đây, đường tín đầu vào nha. Điện 100V nha các bác. Dòng nổi tiếng của hãng Lucman là ba lăng này. Đấy, tất cả hoàn hảo hết nha. Con này bản kỷ niệm 50 năm. Anh là cầu loa. Đấy. Bát chép đầu vào, mình cắm được cầu nào mình để qua cầu nấy nha các bác. Anh âm thanh cho treo. Đây là phần gọi là muting đấy các bác. Các tiếng bớt. Nhạc cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi em nhớ hoài nhớ nhau muôn đời. Điện là 100V nha, bác lưu ý về cắm đúng 100V mình sử dụng. Đấy, bác nào mình cần 309 thì alo cho em nha. 309 em đang giao là 15 triệu nha.